Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và tinh thần đoàn kết nỗ lực của người dân, đến nay thôn Khê Thượng, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đã được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Khê Thượng đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động. Tiền mặt để hoàn thiện hơn 3 km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên và mua sắm bổ sung trang thiết bị nhà văn hóa với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn còn tích cực chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, trồng hoa và cây xanh phù hợp với môi trường nông thôn. 100% các tuyến đường trong khu dân cư được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt gần 60 triệu đồng một người một năm. Toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo được bảo trợ xã hội.